Đây đấy. Tôi xin nhớ đã tháng 6 năm cưới tao.
Sao đó, hôm bữa tao bị ngã lùng lỗ lắm. Xong đấy. Tai nạn đấy đã gồng cả hai đi ơi. Bây giờ mình mua được đây mình làm được tình tiên mà. Vò thằng chật 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 mơ lâu lên hết ảo dữ lắm. Chưa mi phải chưa mi suy nghĩ mình nên đăng ký bao nhiêu mi vậy là làm có lớn cực hết không có những điểm mình đang không có lớn cực hơn thường à để đã mình nên làm để có lớn cực hay không thế
làm nên lại lưng cực hay hơn. Sẽ cũng ghi là thẻ tới mức là mày mày hay view giảm dưới mức 1 triệu là bao nhiêu chứ đó? 1 triệu là bao nhiêu bị bẹt rồi đó. À nghĩa là chừng nửa năm được, đây này số bị bẹt phân bổ từ 300 đến 500 đó. Không, cái số kính nó năng suất nữa sẽ bị dù thôi. Để có cái gì những cái ví dụ gì như lý tưởng 1 triệu mới làm được 200 với lại năng suất nó năng suất nữa là được mấy tiếng. Vậy đó. Tùy người. Dễ phải tùy người. Nghĩa là những cái ví dụ những cái bị có khả năng chứ. Quản lý được bên về tốt, xử lý chứ đó. Thì mày nhắn rồi đó, tao sẽ có nếu mà mi cảm thấy mi làm mi về kia tục thì có thời gian để mà chăm sóc hẳn nếu mà hai trăm mi điên là 500 mi việc 500 300 mi về là gì sơ nhiều lắm ở mà chưa kể đó là giống như mi phải chăm một ngày hai lần sáng lên tối lần đó con nếu mà lồi cả đó nó bù đâu luôn suy nghĩ cho kỳ năm 200 kênh 500 sub đi cũng nhiều rồi chứ mấy ít nữa. Không có đơn giản đâu. Tao đi là bắn nha, còn tao đã giờ. Còn tao lại chứ. Đùi nó tốt. Đùi. À. Nên to quá, em có đạp ở chỗ
cái tím của tím của bình đại Việt Minh nó đại dài dài mà dài MMO đấy, tím của thủ Nhật các vị có đó, có cái em trả thủ Nhật một bộ môn đấy cũng không làm gì được hết. Vừa chạy nó vừa tao đuôi chứ vậy, nó lại có đuôi tao ốm và nó đau đủ to lắm và yếu cấy. Ê thiệt chứ nó phải đàn nó cố chắc phải 15 kỷ á. Còn mấy khi nó chạy nó dì theo và tao đuôi nó hút ra đủ to đủ kiểu cấy cũng làm gì được hết. Tất cả nó làm gì được không? Mà sao nó chậm nó ngay bên mặt trong mùi không? Cô đừng cùng rồi. Rồi tao chứ đó. Thì cần cú đứa tay lên cả tao đứng xuống lưng nó vẫn được. Nó khỏi lối rồi. Mà chứ em quá chứ cú mốt. Mà hề bạn. Để mà ngắm qua bằng cú mốt. Ngay đi lại. Ngay đi lại. Làm nó được cái mà nắm 200 cân nó xuất được. Ủa phải họ mặc cái váy đi, họ mặc cái quần áo. Vậy phải đi mang cái váy đi. Váy đi mang cái váy. Thì tổ cho biết thôi chứ. Quạt bật cái lên rồi quá thì anh nó ngồi rồi chứ. Mình cả 10 phút và mừng bạn.
hỏi vì sao em lại đến đây rồi. Được mớ. Quay 2 triệu. Hai triệu đây là mấy mét đấy trong tám để mà để mà làm ngay bộ là 10 ngày là 1.8 triệu là trong 10 ngày để mà làm cho ngày mỗi ngày có thêm ngày 5 bộ 2 triệu 10 ngày 10 ngày 500 và cấp lên cái chữ 178 rồi mới làm được mấy cái rồi. Được cấp mấy? Hả? Để được đó là mới được có mấy vi bét. Sẽ được dùng mèo của mi để làm sức. Anh khiến em chết ngay. Nói về ai vậy đó? Mùa rêu có mắc thơ. Sợ đấm thôi. Ừ, sợ đấm đấm thôi. Giờ để em làm một ngang mèo. Mèo 2 người. Là được 10 triệu. 10 triệu mà trừ đi ra 2 triệu tư tiền sim. Bài điều 6 đó. Đó là chữ kể ông bị xác minh. Anh muốn chết lại. Yeah.
chắc có chứ, mà gì ví dụ như nó có thời gian ngắn đâu là hẳn không biết. Xíu nữa nhà mua quá lên mọc lên nghe còn mọc lên là hai bộ nữa là cũng khoảng là năm giây xem hơn sĩ dẫn đi về thì bộ chụp thì sao nâng cao sức khỏe đấy à mình chưa ra rồi đấy. Mẹ cũng như anh luôn bị sạch mình vậy. Ừ. Ừ. Lên. Được là mất 225 ngàn. À 250 ngàn. Mất tại được á. 10. 100 méo. 100 méo. Ừ. Còn là mới được đấy. Chết rám đúng. Tao cũng rảnh có chạy. Thank you.
bán 50 cái rồi, đấy là cũng ngon rồi, được được chục người rồi. Nghĩ đi. À, tao sẽ đi mượn tiền. Tao sẽ trả dần dần, tao sẽ trả một cục cho được. Ngồi mà nhục nhã nữa, mà có hát trong mấy. Trà trà lên luôn, cọc cọc cái tới. Đi không hả? Con hả chứ? Tiêm trả lên luôn khỏe mượn mượn chủ mày về tao tụi con tự nhiên tao đã chơi được trụng năm trăm mấy ngàn tao định nói với tao mà tao nói nợ tao lúc nãy là tao yếu đuổi như vậy tao chuẩn bị nói chứ tao nói chuyện kiếm tao nói chuyện kiếm nữa rồi nói cho con rồi tao yếu lắm thôi. Tao phải làm 7 triệu lần thì thêm chưa kể tiếp tục chút đấy nó phải 7 người mà đồ phải đi mượn kiên tùng chí chứ kiên tùng chí một tiếng sẽ thay đổi những sự quay về đây chứ.
Phải có được kia không? Chỉ phải lát nữa chứ. Thì khi tôi thấy ông đưa ra hai cái gì đó, đưa ra hai phương án để làm cho tháng sau một lần như đi. Với lương cứng là 1 triệu thì sẽ nhận bao nhiêu biết đấy? Có điện thoại có khuyến tôi sẽ ra có điện thoại có khuyến phải hỏi cái gì má là 5.000 view đến 60 phút thường 100.000 đồng một trên để tháng sau mà làm nhiều tháng sau mà làm tan tan đó là 2 triệu 5 triệu 2 triệu nếu tháng sau mà làm tan tan đó là được 6 triệu 6 triệu 6 nếu làm tan tan là được 6 triệu 6 để mà làm ngon lành là được mười lăm triệu, 10.500 nghĩ là mình nên cho mức lương thưởng 2 triệu. Mình làm chưa quen là mình sẽ thấy rắc rối rồi chỉ có cách để mình đi đi. Okay. Nó đặt đấy nó mới tỉnh chứ. À. Mới tỉnh ý chút lương rồi.
tao có ba cái máy tính, ba cái là để trong trại cả ngày lắm, nói chung là nó cho hàng nghỉ lắm. Thì có bữa tối, giống như bữa tối thấy đau khổ quá là cho nghỉ bữa tối cho nó sáng dậy cho trẻ đẹp. Tận dụng mọi nguồn lực tao có. Super là 125 ngàn, ngàn super là 2,5 triệu, mà 10 ngàn super là tiêu đầu bèo bọt. Nó ví dụ lấy 10 ngàn super là khó lúc đầu quá. Không, ta sẽ để ngàn 10 ngàn super, xong rồi ta sẽ lấy kính 10 ngàn super để ta kéo những kính dị hóa của tao lên. Ý là đứa như nó mới cả công ty đó. Nó một thời vừa xong rồi rồi tôi sẽ ngủ rất sớm. Cả khá thiện, tăng nhàng tính kia. Nó đang nhàng tính, nó đang ngủ vừa vừa vẫn kia nhàng tính rồi. Ba bữa ngủ vừa rồi là có đưa ba chứ là buổi sáng về nói.
chưa có cover là sẽ chiều đi làm về là về như giờ bình thường rồi, về lúc đầu nấu ăn, ăn xong rửa chén, làm việc, thế, hồi chi tết, cung nhau rửa chén cung nhau đâu, cùng tuy ngay này chứ, ngay hôm tự nhiên nổi nhát thì lo mà ra đâu ra hết cho rồi. Được đâu mà